yếu của em là thứ nhất là trong ăn uống là em không ăn được thịt mỡ với lại cá. Cá mà có mùi tanh là em không có ăn được. Chị chứ em ăn gì? Dạ em ăn thịt về cá nhưng mà ăn được, nhưng mà trong ăn lúc chế biến. Ăn thịt nạc không đúng không? Dạ đúng rồi. Thịt nạc. Ăn cá là ăn xương không đúng không? Không, ví dụ như là người nào chế biến là cá không có mùi tanh là em ăn được. Không mùi tanh mới ăn được. Điểm yếu của em là thứ nhất là trong ăn uống là em không ăn được thịt mỡ với lại cá. Cá mà có mùi tanh là em không có ăn được. Chị chứ em ăn gì? Dạ em ăn thịt về cá nhưng mà ăn được, nhưng mà trong lúc chế biến. Ăn thịt nạc không đúng không? Dạ đúng rồi. Thịt nạc. Ăn cá là ăn xương không đúng không? Không, ví dụ như là người nào chế biến là cá. Đây. Chào anh trai. Dạ, chào chú Nguyễn Linh. Xin được mời nhà gái. Chào em, mời em ngồi. Bây giờ mình thông qua hàng rào mình nói cho nhau nghe, giới thiệu rồi công việc rồi thì đường tình duyên thế nào nhá. Trước tiên thì con xin chào chú Nguyễn Linh, em tên là Hoàng Thanh Vinh. Sinh năm 1995, tại là đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh, còn quê của em là ở Huế. Em đang làm ở trong một cái xưởng sản xuất quần áo. Công việc của em là cắt gái. Dạ, lời đầu tiên em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan, bạn nam bên kia và toàn thể khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tên là Trịnh Thị Hà Giang, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại thì em đang làm hành chính nhân sự tại công ty cổ phần viễn thông FPT. Em đang làm ở đâu? Em đang làm ở bên quận Tân Phú. Em sinh ra ở ngoài Thanh Hóa, lớn lên ở Đắk Lắk và chào trong Sài Gòn học tập và làm việc. Điểm yếu của em là thứ nhất là trong ăn uống là em không ăn được thịt mỡ với lại cá. Cá mà có mùi tanh là em không có ăn được. Chị chứ em ăn gì? Dạ em ăn thịt về cá nhưng mà ăn được, nhưng mà trong lúc chế biến. Ăn thịt nạc không đúng không? Dạ đúng rồi. Thịt nạc. Ăn cá là ăn xương không đúng không? Không, ví dụ như là người nào chế biến là cá không có mùi tanh là em ăn được. Không mùi tanh mới ăn được. Dạ. Nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình nào? Dạ, ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình và khi nào cũng luôn luôn là tràn đầy năng lượng. Khuyết điểm của em thì về nấu ăn những cái món đơn giản thôi, còn những món phức tạp thì cũng nấu được đó, nhưng mà hơi khó ăn một chút xíu. Có nấu cá được không? Cá hầu như là em không nấu được, ít nấu lắm. Rồi trời ơi, về là phải... Có ăn thịt mỡ không? Em không ăn thịt mỡ. Được, hai đứa không ăn thịt mỡ luôn được. Ăn thịt mỡ giống tôi à, hơi mập chút à. Được. Còn cái trở ngại là kiếm vợ thôi. Kiếm vợ, cưới liền không? Dạ được. Chuẩn bị gì lấy vợ chưa? Cũng có một số vốn nhỏ nhỏ. Có. Có nhà rồi chưa? Có nhà chưa kìa, chị Lan hỏi rồi. Nhà có thì có ở Huế, còn thành phố thì chưa. Chưa không, ở nhà trọ đúng không? Dạ. Thì có gì về bán nhà ở Huế vô đây à? Được không? Dạ chắc không chị ơi. Không, ở nhà của ba mẹ thôi. Không lẽ bán ba mẹ vô đây luôn. Lấy vợ là hai vợ chồng cùng làm việc là cũng sẽ mua được nhà. Đúng rồi, ít có ai mà lấy vợ lấy chồng mà có nhà liền lắm. Có người yêu như thế nào nè, nói chị Lan nghe. Dạ em mong muốn bạn nam là người trưởng thành, ngoại hình thì ưa nhìn, chín chắn mà thật thà, mà đặc biệt là không gia trưởng. Dạ, không hút thuốc và không vũ phu. Không vũ phu. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Được không Vinh? Dạ được, dạ được. Dạ, đó, người ta đưa ra yêu cầu vậy rồi nhắm được bao nhiêu phần trăm? Dạ mấy cái đó em làm được hết. Làm được hết đúng không? Dạ. Nhớ nha. Giờ mình hỏi thêm về ngoại hình đi. Em tưởng tượng người yêu của em là ngoại hình ra làm sao nè? Cao ráo chứ. Cỡ nhiêu? Cỡ 1m7. 1m7. Rồi mập ốm ra làm sao để chị Lan qua coi. Vừa vừa thôi, đừng có mập quá. Nó không ăn mỡ đó biết rồi đó. Đừng có gầy quá. Rồi gì nữa, khuôn mặt làm sao? Khuôn mặt mình nhìn vô thấy sáng. Rồi để chị Lan qua coi nha. Dạ chị ngắm giúp em. Sao? Bên nhà trai tôi xin trai à? Chào nhà trai. Dạ em chào chị. Chị thấy là tương đồng với những cái mà em đang mong muốn đó. Sáng sủa luôn á. Sáng trưng. Dạ. Giờ tới mình thì sao? Mình mong muốn có người yêu như thế nào? Thì điều đầu tiên là da trắng. Thì từ từ giống em được. Da trắng tươi như bột được không? Khén khén được đó. Da trắng. Dạ rồi, da trắng dữ. Dài. Thân hình mi nhon giống em, có gì để em bùng cho nó dễ. Bồng luôn á. Đâu thì lỡ có gì thì mình bồng cho nó dễ thôi, không có gì hết trơn á. Ngồi qua bồng thử nha. Lý do tại sao thích gái da trắng? Thì em cũng da trắng, em muốn vợ em sau này cũng da trắng, đẻ con ra cũng da trắng. Trời ơi, vậy nó đen đen như tôi không được rồi đúng không? Không phải luôn. Trắng vậy thì cỡ vậy được không? Được, như chị là quá được. Vậy là ok đúng không? Lan với sức kem trộn nó chứ không trắng mất gì đâu. Rồi. Rồi, anh cũng được đó. Được không? Được. Nãy giờ thấy nó hiền hay dữ? Hiền. Hiền hả? Giờ nếu như chàng trai mà muốn cưới liền á thì cô chịu không? Chịu luôn. Chịu luôn hả? Dạ, rồi. Cảm ơn cô. Thì em thấy là nhà trai cũng dễ thương. Được. Nếu được thì cứ cho cơ hội để
có thể là hẹn hò với nhau. À, em yên tâm đi, anh làm bất động sản nên là ở cứ mua thì cứ hai đứa lấy xong rồi mua thì liên hệ anh. Cái đấy nhà cửa thì yên tâm. Rồi, anh có miếng đất nào dư dư anh cho hai đứa nhỏ cũng được. À, cũng được. Đó, ngon lành. Chào nhà gái, chào quý vị khán giả. Thấy nhà gái cũng dễ thương, cũng hiền, thấy hai đứa cũng hợp đó. Có gì thì hai đứa cho nhau cơ hội rồi làm quen. Em xin hết. Được cái đãi chè hẻm hay không nha. Ở Quế là chè hẻm là mắm tép phải hả? Dạ. Rồi. Bánh bột lọc. Bánh bột lọc. Bánh bột lọc rồi đó. Cảm ơn nhà trai ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Anh có hai món quà tặng chưa? À, ok. Mở quà ra, tặng gì đó mở ra coi. Đây là cái áo khoác. Dạ. Cái áo khoác. Rồi, đưa bông đây. Áo khoác ví dụ như là lúc em ra đường có nắng nóng gì thì em khoác vô. Rồi đó, khoác cho bạn khoác gái thử đứng. Coi vừa không? Trời, mới quen mặc áo hoặc quần rồi thôi. Mình đổi xài lại. Ví dụ sao? Ha. À, Giang tặng Vinh gì đó. Em tặng cho bạn một cuốn sách. Hai này chắc là không ăn mỡ đúng luôn. Đều nhau ghê. Em tặng cho bạn một cuốn sách là Dám Nghĩ Lớn. Dạ. Cảm ơn. Rồi, người ta người gái nhận quà rồi. Bây giờ mình về đối diện với nhau nói chuyện đi Vinh. Anh nhìn thấy em là anh thấy rất là hợp con mắt của anh. Em thấy anh cũng ok. Cũng được. Nhưng mà anh có cảm nghĩ nào khác về em không? Lúc chưa gặp em là anh chỉ nghĩ em có một đầu tóc màu đen. Nhưng mà nó không, cái đó thì không quan trọng gì hết trơn. Nó chỉ có mỗi đó thôi đó. Còn da trắng thì được. Hiện tại là nhà của mình là đang ở ngoài Huế hả? Đúng. Bố mẹ anh ở ngoài đó luôn? Không, bố anh là mất rồi. À. Còn hiện tại em đang ở đâu ta? Hiện tại em đang ở Dĩ An, Bình Dương. Nào anh hẹn ngồi anh chạy xuống đó kiếm em. Còn anh này ở Tân Phú, Vườn Lài. À. Ủa, cùng... ngay đường Vườn Lài luôn hả? Đúng rồi. À. Anh quan này như thế nào về tình yêu và cuộc sống hôn nhân? Thì anh thì gọi là anh tin chung thủy và tin tưởng và sẽ chia cho nhau. Anh cũng lớn rồi, tới tuổi trưởng thành rồi chứ còn đâu phải là cái gì cũng hấp tấp nữa đâu mà. Hồi nãy anh chưa nghe em nói rõ về em đang làm cái gì á. À, hiện tại em đang làm hành chính dân sự. Anh đang làm gì nãy em cũng nghe nhỏ á. Anh thì anh đang làm bên một cơ sở sản xuất quần áo. Anh đang làm cắt hàng với lại quản lý hàng hóa. Nghĩa là công việc đó anh làm lâu chưa? Rất là lâu rồi. Coi như là công việc ổn định đó. Dạ đúng rồi. Bây giờ quan điểm về gia đình như thế nào? Đàn ông phải làm gì trong gia đình, phụ nữ phải làm gì đó, trao đổi đi. Anh có ngại làm việc nhà không? Giống như là một người một tay thì anh sẽ thích. Còn giống như mà đi làm về hai người cùng mệt mà đây em nằm em coi tivi còn anh đi quét nhà, cái đó nó hơi kỳ kỳ. Nếu mà lấy nhau về thì giống như là chồng và vợ thay phiên nhau, giống như là vợ quét nhà thì chồng rửa chén hay là cho vợ nấu ăn thì chồng lặt rau vậy đó. Một người một tay một chân thì sẽ vui hơn. Sau thời gian làm việc hoặc những ngày nghỉ anh thường làm gì? Nếu được nghỉ thì anh sẽ dùng thời gian đi du lịch. Giống như ở Sài Gòn đúng không? Nghĩ là anh sẽ đi Vũng Tàu, anh tắm biển, tắm đồ vậy đó. Giống như chủ nhật nghĩ là anh sẽ đi uống cà phê hay đi qua nhà chị dâu với anh trai chơi vậy thôi chứ anh không có đi đâu hết trơn. Quan điểm về con cái thế nào, con trai, con gái sao đó? Sau này em nếu được thì em muốn mấy đứa? Em thì muốn hai đứa thôi. Cũng cùng với anh, được. Hỏi nhà gái coi mình quen nhau bao lâu thì nhà gái cho nhà trai bước qua. Đúng rồi, nếu mà được thì khoảng bao nhiêu lâu chúng ta có thể kết hôn được? Em cảm thấy khi nào mà chúng ta đủ tìm hiểu nhau, đủ gọi sự chín chắn trong tình yêu thì mình sẽ kết nối với nhau. Bây giờ mình đứng lên nè, đứng đây. Giang đứng lên, hai đứa lại gần chút xíu nữa. Ôi sao ta lạnh thế. Hai đứa rất là đẹp đôi nha. Rồi hỏi giờ về nhà em thích con gái đầu lòng, con trai đầu lòng? Em thích con gái, con trai đầu lòng. Em thì nam nữ thì đều được. Nhưng mà anh muốn con trai để em đỡ áp lực, chứ không có gì hết trơn. Bộ nhà anh là quan niệm phải có con trai hả? Không, ví dụ như là trong gia đình mình cũng phải có nếp có tẻ vậy đó. Sinh một đứa con gái đó chứ không? Thì hàng xóm nói này nói nọ thì mình bắt buộc phải kiếm những đứa con trai vậy đó. Chứ còn giống như con trai gái gì cũng là con của mình mà, đâu phải con của hàng xóm đâu mà chờ. Rồi hàng xóm nói hoài không đẻ được con trai thì sao? Thì ráng thêm đứa thứ ba, nếu không được đứa thứ ba thì thôi chứ sao nữa. Thôi đó coi trời, lỡ không ra được đứa con trai nào hết rồi sao? Thì ba đứa là dính. Ba đứa đúng không? Hứa nghe, đừng có về bắt người ta đẻ đi ạ. Nói đi, em quan điểm sao nói với con trai đi. Thực ra thì em quan niệm là ví dụ dù gái hay trai gì thì đứa con của mình đã sinh ra thì mình sẽ có trách nhiệm với nó. Và
Em thực sự là mong muốn một người bạn trai của mình thật là cảm thông và chia sẻ nhau. Và đặc điểm là phải thật thà, lo cho gia đình. Anh muốn ba đứa liên tục luôn đó. Nếu mà không con trai là phải ba đứa con gái luôn đó. Được không? Nói với anh đi. Nghĩ là chỉ nên hai thôi. Cái đó thì mình sẽ bàn bạc lại sau. Sau bàn thì bàn đi luôn đi. Thứ đó hai đứa con gái thì sao? Tới lúc đó mà tính. Hôm nay muốn trai. Hôm nay muốn trai. Đúng rồi. Không được rồi. Phải bàn với nhau rõ ràng ở trên cái chỗ sân khấu này, cho nó đọc thống nhất quan điểm và lấy đây làm bằng chứng. Bây giờ thí dụ em nói đi, nếu mà hai đứa là con gái luôn thì là sao? Nếu là gái không thì hai đứa anh vẫn chịu. Ok ha, giữ cái đoạn clip này lại nha quý vị. Mai mốt mà đẻ tới đứa thứ hai mà vẫn là con gái mà bắt đẻ nữa là lấy cái này ra liền nghe chưa cưng? Nếu cho nó xóa clip luôn. Chào em thấy anh, chào, có được cho em không? Được. Khoảng bao nhiêu phần trăm trong mắt của em? Khoảng 80%. Khoảng nè. Rồi bây giờ chuyện này quan trọng nè. Lấy nhau về rồi tiền ai giữ? Em là giữ tiền nhất đầu lắm. Vợ giữ đi. Đúng không? Ok. Về ghế ngồi đi được rồi đó. Đà Lạt Miu, di sản từ cao nguyên. Bây giờ mình nói chuyện mình cảm nhận về nhau hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đưa ra quyết định. Theo mắt của chị Lan thì chị Lan thấy hai bạn rất là đẹp đôi. Rồi bây giờ quyết định là nằm ở hai bạn. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình. Và sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1, 2, 3. Giang không bấm. Có bấm à? Có không? Có mà bấm nhẹ. Làm tôi, nhà trai tôi lo đó. Có một chút lưỡng lự, đúng không? Em hơi lưỡng lự một chút xíu về bạn nam bên này. Tại vì nhà bạn hơi xa, tức ngoài Huế lận. Nhưng mà bạn đang ở trong đây mà. Gia đình bạn đang trong đây mà. Tại vì em bị say xe. À, bị say xe hả? Bị say xe. Đi máy bay. Máy bay có say không? Dạ, không say. Nếu không say nó cho đi quả tiễn. Rồi, chúc mừng hai đứa đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào. Đó, bây giờ nói với mẹ kìa, với anh kìa. Thấy anh rất là mừng luôn á. Cho phép tụi con quen nhau rồi hứa cái gì đó, hứa cái gì. Dạ, thế thì con xin chào bác. Nếu mà con tiến tới được với em thì con xin phép lo cho em đến hết cuộc đời của con luôn. Hứa rồi đó. Ở đây có tới 8-9 cái camera lận, yên tâm. Xin phép anh trai cho em hôn mình gái anh gái. Dạ, xin phép anh chị cho em được hôn bạn cái. Dạ, anh trai coi bộ giả được nhỏ em đi, coi bộ mừng dữ à. Chúc mừng cặp đôi đầu tiên, họ đã bấm nút hẹn hò rồi quý vị. Hy vọng rằng họ sẽ sớm báo tin vui cho chương trình. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy đến với cặp đôi tiếp theo. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Nhưng mà sang Nhật á là con đã từng làm công ty Nhật Việt Nam. Và con có làm đó thì các anh kêu là con nên đi sang Nhật để trải nghiệm cuộc sống và cách làm việc của họ. Để có thể là về mà phục vụ cho đất nước của mình và có thể phát triển bản thân hơn nữa. Hay quá, Phú đi Nhật mấy năm? Dạ con đi 3 năm. 3 năm? Dạ. Rồi, Phú Việt Kiều Nhật. Giới thiệu nhà gái. Sinh năm 94 đó. Rồi bây giờ tới phần giới thiệu của nhà gái nè. Dạ, lần đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến chị Ngọc Lan, chú Quyền Linh và bạn nam, nhà bạn nam bên kia cùng tất cả quý vị khán giả. Em tên là Phan Minh Anh. Em quê ở đâu? Dạ, em quê Hà Tĩnh ạ. À, em vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ, em cũng mới vào ạ. Rồi, em làm việc ở đâu? Hiện tại em làm cho công ty của em luôn. Dạ. Công ty em là công ty gì? Trời ơi, còn nhỏ mà giỏi vậy. Dạ công ty của em là chuyên về tư vấn du học, du lịch cho ví dụ như là Anh, Úc, Mỹ, Canada, Singapore ạ. Không có tư vấn đi Nhật hả? Dạ cũng có ạ. Vậy là Minh Anh ở đó có tư vấn hồ sơ đó đó. Có đúng không? Minh Anh bên đây là anh khuyết điểm gì ông Phú? Dạ khuyết điểm của con thì chắc có lẽ là tính con hơi là
suy nghĩ hơi cạn một tí, là có khi là con làm một việc gì đó thì con cũng không có nghĩ về đến cái kết quả xấu mà nó xảy ra, chứ con thích là con làm liền. Thích làm vậy đó hả? Dạ. Còn nó con, xấu nó gì nó cãi nó hả? Con cũng có tính trước nhưng mà là con không có nghĩ quá đến cái sự tiêu cực của nó. Không nghĩ sao dạ, quá đúng không? Dạ, sao á. Thôi, vậy cũng được, có tinh thần để làm đúng không? Dạ. Rồi, nhà trai tôi vậy đó. À, chào nhà gái, dạ, xinh đẹp. Nhà trai á, là giỏi tiếng Nhật, giao tiếp được, thích nghệ thuật, vừa thổi sáo vừa đàn. Hay vậy? Ừ, thổi sáo trước đàn sau. Ờ, chứ làm hai cái cùng lúc là thấy không được đó. À, rồi. Mời nhà gái nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình cho nhà trai nghe nè. À, dạ, ưu điểm của em là hòa đồng, thích giao tiếp với mọi người ạ. Hợp lý, như bên đây. Gì nữa không? Dạ, ngoài ra thì em cũng có biết một chút về đàn. Đó, tao ôm nguyên cái đàn ra là tao biết rồi. Trời, cái đàn có chút xíu, mà thấy cái đàn đây chưa? Ủa? Sao nhỏ mà có vỏ nha. So đi, cái đàn nào bự là biết liền. Rồi, còn gì nữa nè? Em biết một chút piano, một chút ukulele. Gì? Đàn ukulele đó hả? Ukulele. Ukulele hả? Là đây ạ. Là đây ạ. Ukulele. Với ukulele. Dạ. Đàn lạ vậy ta. Với nhảy múa. Em có tham gia vũ đoàn. Trời ơi. Trời ơi, đa tài quá. Giỏi vậy. Cái này là xinh đẹp nè, cao nè, này là phải nói là người mẫu được đó. Dạ, con cảm ơn. Ngoài trước khi mà làm công ty gia đình mà mình có làm gì nghệ thuật không? Trước khi làm công ty thì con có làm tiếp viên hàng không. Ôi là trời. Có làm hướng dẫn viên du lịch. Có làm có đi diễn, đi đi múa ấy ạ. Vâng. Với có mấy tôi nghe đàn trai giới thiệu tôi lên mặt lắm, giờ thôi tôi xuống luôn rồi. Thôi khỏi luôn đi. Chỗ à. Thôi tôi về luôn. Tôi thấy là nhà gái dữ dội quá rồi. Rồi ngoài những cái ưu điểm đó thì mình có cái khuyết điểm nào không? Dạ, khuyết điểm của em chắc cũng nhiều. Thì ví dụ như là em hay quên. Với cũng hậu đậu ý ạ. Với cũng hơi sóng nội tâm. Sóng nội tâm? Dạ. Trời, người mình đi biểu diễn nghệ thuật mà hay quên. Bây giờ nhà gái đàn ukulele cái coi. Nè, không đàn là để lắng đàn nha. Nhà trai chị mới vừa lòng hả dạ chị? Ừ, 2, 3. Em đã hát về người yêu dấu ở có nghe chẳng. Em đem tiếng cười vào môi ấy xa chốn đây. Tức ghê. Tức quá. Từ tức quá tôi đi qua nhà trai tôi chơi. Đừng có thấy cái đàn nó bụng lắm. Cho tôi coi. Bài gì mình giới thiệu với. Dạ, bài Ta Là Cùng Nhau. Cô Đông Nhi với ông có thắng. Dạ. Khi gặp nhau phút đầu từ anh mắt anh đã trao nụ cười. Khi nghe ngùng anh nói mình cầm tay nhé, đưa anh qua những con đường tình yêu. Hai nó rung quá rồi, lại cho nó rung nữa, đứng lên đi. Gì đâu công quýu cái tay là gì? Xỉu nha con. Yeah. Tay mấy hơi lạnh vậy? Quýu luôn á. Rồi hai đứa nhìn thẳng mặt nhau nè. Đó, bây giờ mình nói đi. Phú tưởng tượng một gia đình tương lai của Phú thế nào? Quan điểm của Phú về con cái, về kinh tế trong gia đình như thế nào? Nói cho phụ nữ ta nghe đi. Dạ thầy, điện ra tay nữa cho bạn nó rung, rung quá. Người ta rung kể người ta. Còn mình nói, mình cứ nói. Bắt đầu đi Phú. Nói cho bạn ấy bớt rung nào. Theo kinh nghiệm của tôi là như vậy. Phú hát một bài tặng cho Minh Anh đi, cho nó đỡ rung đi Phú. Và anh muốn bước tiếp cùng em, bước đi trên con đường dài. Và anh muốn là người đang ngóng, dù đến sau những lá cuối cùng. Và em có biết không, anh đã sắp xếp tất cả. Bây giờ chúng ta lắng lòng mình lại, suy nghĩ thật kỹ và để tay mình nút bấm. Nếu thích thì bấm, không thích thì thôi. 1,
2, 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Chúc mừng các bạn. Nào, nắm thế nào, nắm thế nào. Cái tay sao vậy? Đó, tập yêu đi. Yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ đó. Vậy muốn lỗ hay muốn khổ? Thật ra thì trong cái câu chuyện này chị nghĩ sắp tới á, thì Phú sẽ là cái người chủ động hơn rất là nhiều. Thậm chí là phải dạy cho cô này biết yêu là như thế nào, cảm xúc nó ra làm sao, hẹn hò là ra như thế nào. Em phải là người chủ động để lèo lái cái con thuyền tình yêu này. Có đến đích được hay không là do em nhiều lắm đó Phú. Dạ. Còn cô này thì hoàn toàn là một trang giấy trắng. Em vẽ lên đó màu mực hồng thì cuộc tình này nó sẽ là màu hồng. Em vẽ lên đó một cái màu mực xám thì cuộc tình này nó sẽ là màu xám. Dĩ nhiên nó cũng phải có cái sự gọi là đồng hành của cô gái này nữa. Dạ. Nói chứ cái gì càng khó lại càng dễ chinh phục với nhau. Dạ. Cái gì càng khó lại càng quý. Ha Phú ha. Dạ. Rồi chúc mừng hai em nha. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm hiểu được nhau, sớm hẹn hò với nhau và sớm cho nhau cơ hội để chúng ta có thể yêu thương nhau suốt cuộc đời này. Dạ. Vâng, em cảm ơn nè. Cô gái, tôi chia sẻ với cô chút xíu. Cô bớt con nít lại chút xíu. Cô bớt gọi là cười trước những cái sự chăm sóc của người khác. Người ta chăm sóc cứ cười hoài, người ta quê đó. Thấy không? Tập trung vô. Cho dù anh này hay bạn nào đó ha, đừng có cười lớn quá nha. À, ta chăm sóc mà cứ cười hoài là ta mắc cỡ đó. Thấy không? Rồi tập trung vào chăm sóc mối tình này. Ha, bấm là phải có trách nhiệm với nút bấm đó nha cô gái. Tôi nghĩ là em phải trân trọng nhiều hơn những cái sự quan tâm của người khác dành cho mình. Ha. Suy nghĩ về nó cho dù nhiều. Tình bạn hay tình yêu. Đúng rồi. Chúng ta hãy trân trọng tất cả những gì mà đối phương đem đến cho chúng ta. Vậy đi. À, bé còn quá nhỏ, cũng chưa có yêu đương, thành ra cũng không có gì buồn hết trơn ha. Dạ. Hãy bản lĩnh như là một chàng trai đã từng đi nước ngoài vậy ha. Dạ. Chị khuyên em là cứ làm hết mình. Hết mình hết thôi. Lòng mình thôi. Ok, nào.